Thưa quý vị, lúc 8 giờ tối nay giờ Washington DC, Tổng thống Barack Obama bắt đầu đọc bài diễn văn về việc rút quân khỏi Afghanistan. Ký giả Phạm Trần tường trình chi tiết như sau. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay tôi xin thưa chuyện với quý vị về quyết định của Tổng thống Obama rút quân Mỹ khỏi chiến trường Afghanistan vào tháng 7. Thưa quý vị, sở dĩ ông Obama rút quân khỏi quân Mỹ vào tháng 7 là bởi vì đó là theo lời hứa của ông khi mà đưa 30.000 quân Mỹ sang chiến trường Afghanistan để tăng viện vào năm 2009. Thì lúc đó ông có nói là trong vòng 18 tháng thì ông sẽ quyết định rút những quân đội Mỹ khỏi chiến trường Afghanistan. Nhưng mà cái tình hình của Afghanistan nó không có được khả quan cho đến bây giờ. Theo quyết định của Tổng thống Obama thì chiến trường Afghanistan đã có những tiến bộ khả quan về mặt quân sự. Vì vậy cho nên ông Obama có thể thực hiện được quyết định rút quân. Và con số rút quân thì thưa quý vị cũng đã biết là ông Tổng thống Obama đọc một bài dẫn văn vào lúc 8 giờ tối hôm nay. Bản tin của chúng tôi đến sau buổi phát thanh của ông Obama. Tuy nhiên những con số mà của Quốc hội Hoa Kỳ đã loan báo trước khi mà ông Tổng thống Obama lên truyền hình thì con số đó từ 5 cho đến 10.000 quân đội Mỹ sẽ rút khỏi chiến trường Afghanistan từ giờ cho đến cuối năm nay. Và sau đó sang năm thì vào khoảng 10.000 quân nữa sẽ rút khỏi chiến trường Afghanistan. Sau năm 2012 thì thưa quý vị, quân đội Mỹ ở lại chiến trường Afghanistan vào khoảng từ 85 cho đến 90.000 quân. Cái số quân mà rút về trong tháng 7 này cũng như là từ giờ đến cuối năm thì phần lớn là những số quân yểm trợ cho các quân tác chiến. Quân tác chiến của Mỹ vẫn duy trì ở tại chiến trường Afghanistan để đề phòng những biến cố có thể xảy ra là bị quân đội. Phía kháng chiến của quân Taliban thì đã chuẩn bị những cuộc tấn công vào vài tháng nữa, thưa quý vị. Đấy là quyết định của ông Tổng thống Obama. Sở dĩ mà ông Tổng thống Obama phải có quyết định rút quân Mỹ là vì, thưa quý vị, những cuộc trưng cầu ý kiến mới đây của người dân Mỹ cho thấy là có tới 47% người dân Mỹ không còn muốn quân đội Mỹ tham chiến ở chiến trường Afghanistan nữa. Các cuộc trưng cầu ý kiến khác thì cho thấy có tới 67% đảng viên của Đảng Cộng Hòa không có muốn nước Mỹ và đặc biệt là quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại chiến trường Afghanistan nữa, là bởi vì Đảng Cộng Hòa trước đây, cuộc chiến tranh của Afghanistan là dưới thời Tổng thống Bush năm 2001 và Đảng Cộng Hòa là một đảng quyết tâm đưa quân đội Mỹ vào chiến trường Afghanistan để mà tiêu diệt quân Taliban. Thưa quý vị, lý do quân đội Mỹ tham chiến tại chiến trường Afghanistan từ năm 2001 dưới thời Tổng thống Bush là sau khi quân của bên Taliban và cũng lực lượng khủng bố của Bin Laden đã tấn công vào nước Mỹ vào ngày 9 tháng 11 năm 2001. Thưa quý vị, đấy là lý do tại sao quân đội Mỹ tham chiến tại chiến trường Afghanistan. Nhưng mà sau đó thì trong suốt 10 năm trời, thưa quý vị, quân đội Mỹ đã tấn công và đã dẹp được chính quyền của Taliban ở tại Afghanistan. Và sau đó thì lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tấn công và đã tiêu diệt thủ lãnh của khủng bố là Bin Laden vào ngày 2 tháng 5 vừa rồi. Thưa quý vị, sở dĩ quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan là vì dân Trung Mỹ không còn muốn tham chiến ở tại Afghanistan, như tôi thưa chuyện với quý vị. Và sự tốn phí của chính quyền Mỹ là mỗi một ngày như thế, người dân Mỹ phải bỏ ra 300 triệu đô la để tốn phí vào chiến trường Afghanistan, tính tổng cộng mỗi một tháng vào khoảng 7 cho đến 8 tỷ đô la. Và trong gần 10 năm trời, thưa quý vị, số tiền mà người dân Mỹ đã bỏ vào đấy là từ 800 cho đến 900 tỷ đô la. Số tiền này là vượt qua cuộc chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài, thưa quý vị, kéo dài vào 8 năm và 5 tháng thì tốn vào lúc đó 140 tỷ số tiền lúc đó. Nhưng mà tính tiền bây giờ là 686 tỷ Mỹ Kim. Như vậy chiến trường Afghanistan đã phải chi phí nhiều hơn chiến trường ở tại Việt Nam. Đấy là lý do người dân Mỹ không còn muốn tham chiến ở tại chiến trường Afghanistan nữa. Đồng thời tình hình ở tại đó cũng đã tiến bộ và người ta muốn nhường việc bảo vệ đất nước Afghanistan lại cho người Afghanistan. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị. Iraq ngày càng bất ổn. Vụ dùng xe bom liều chết tấn công vào lực lượng an ninh và cơ quan chính quyền tỉnh Dawanat sáng 21 tháng 6, làm chết 22 người, bị thương 37, đã tô đậm thêm bức tranh bất ổn tại Iraq.
Cùng ngày tại Baghdad, một xe buýt nhỏ bị cài bom làm chết tài xế, hai binh sĩ Iraq chết và 5 thường dân bị thương vì mìn nổ trong khi đi tuần trên đường Palestine. Một quả bom nổ trong tiệm ăn ở thành phố Musayat, cách Baghdad 40 cây số về phía nam, làm chết 5, bị thương 9. Nhiều vụ tấn công dồn dập xảy ra trong thời gian các phe chính trị bắt đầu thảo luận về khả năng có thể yêu cầu một số trong 47.000 lính Mỹ lưu lại Iraq sau ngày 31 tháng 12 năm 2011 để phụ trách huấn luyện và cố vấn. Tỉnh Dawanat nằm ở phía nam thủ đô Baghdad 130 cây số, đa số cư dân theo phái Shia và một số nhóm vũ trang hoạt động. Tuy nhiên, tương đối yên tĩnh hơn so với các địa phương khác. Đánh bom và tàn sát lẫn nhau đã giảm rất nhiều so với thời kỳ bạo động giáo phái năm 2006-2007. Nhưng phiến quân Sunni ngoan cố có liên hệ với Al-Qaeda, các nhóm Sunni khác và dân quân Shia vẫn thực hiện những vụ tấn công hàng ngày. Trong khi đó, các giáo phái Shia, Sunni, Kurd không thực sự hòa giải và tin tưởng lẫn nhau nên sau 5 tháng lập chính phủ, nhiệm kỳ 2 mà Thủ tướng Nuri al-Maliki chưa bổ nhiệm được hai vị bộ trưởng cho quốc phòng và nội vụ. Thủ tướng Maliki hiện đang kiêm nhiệm hai bộ này. Hôm 20 tháng 6, giáo sĩ Shia quá kích Mustada al-Sada đã gửi thư kêu gọi chính phủ, cư dân trong quận, các tộc trưởng chặn bắn và trừng phạt Abu Dureh có biệt danh Shia Shakawi vì các hành động tàn ác. Abu Dureh từng là một lãnh tụ của đạo quân Mahdi của giáo sĩ al-Sada, cho tới khi bị loại bỏ vì quá tàn ác trong trận chiến giáo phái đã tàn sát nhiều người với lời thề quét sạch phái Sunni ra khỏi thủ đô. Cả 10.000 người bị giết trong giai đoạn 2006-2007. Chính phủ Maliki tỏ ra bất lực trước tình trạng chia rẽ chính trị, bạo động leo thang, nguy cơ nội chiến khiến bức tranh Iraq ngày càng thêm ảm đạm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin phân tích thời sự ở Trung Đông. Bà Lý xin kính chào và để tiếp tục chương trình xin trở lại với Thi Nga. Vừa rồi là bản tin phân tích với Vạn Lý. Xin cảm ơn chị Vạn Lý. Và sau cùng, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của anh Võ Thành Nhân với ông Trần Quang Duật, cựu thiếu tá thủy quân lục chiến về vai trò và trách nhiệm của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin của chúng tôi với ông Trần Quang Duật. Được biết ông Duật là một trong những người phụ trách chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vào mỗi tháng một lần vào ngày thứ Bảy. Và cũng trong những ngày tháng của chúng ta kỷ niệm ngày 19 tháng 6 thì cũng có sự hiện diện của ông Trần Quang Duật trong cái buổi lễ tưởng niệm hoặc là buổi lễ để mà ghi nhớ lại những cái hình ảnh của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cùng lúc để tri ân một quân đội đã có công gìn giữ miền Nam tự do chúng ta. Và sau đây là cuộc tiếp xúc ngắn để nhằm tìm hiểu về những cái vai trò và vị trí quan trọng của những người cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau những ngày tháng mà chúng ta định cư tại Hoa Kỳ. Trước hết xin được chào ông. Kính thưa quý khán giả của đài SBTN, đại diện quân đội, thưa anh Nhân. Thì làm một quân nhân không có một vui sướng nào và hạnh phúc nào khi thấy tập thể những người lính quốc gia đã tập hợp lại sau 36 năm vắng bóng trên chiến trường. Và khi tập thể quân nhân họ tập hợp lại nghe những dự lệnh và động lệnh của quân đội để nói lên cái sức mạnh là sự đoàn kết của quân đội và họ hướng về Việt Nam để nói với tập đoàn cai trị độc đoán và tàn bạo của Việt Cộng là hèn với giặc và ác với dân. Trước tình hình Biển Đông như vậy thì các tổ chức quân đội ở trên thế giới đã có một cái điểm chung là thứ nhất, họ đã tạo một cái đêm, tổ chức một cái đêm truy điệu để ghi ơn của tiền nhân và ghi ơn, ghi công của tất cả các những người lính quốc gia đã bảo vệ dân tộc. Và thứ hai, thưa quý vị và thưa anh Võ Thành Nhân, năm nay có một sự đặc biệt là các tổ chức đã rất là phong phú và đa dạng. Phong phú là như thế nào? Họ đã biểu tình trước sứ quán Trung Cộng để nói cho Trung Cộng biết rằng cái tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt tại bất cứ trong nước cũng như ở ngoại, nơi nào có người Việt là nơi đó có tinh thần bất khuất của dân Việt mình. Và thứ hai, biểu tình trước sứ quán của Việt Cộng để nói cho bọn tay sai của Bắc Kinh biết rằng đừng có hèn nhát, đừng có luồn cúi bọn tàu cộng như vậy và đừng có cắt đứt dân biển, tại vì sức mạnh của dân tộc còn tiềm ẩn ở trong nước và ở nước ngoài. Và thứ ba, tuyên dương các quả phụ quân cán cảnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một tổ chức như ở North Carolina đã tuyên dương các quả phụ mà anh Võ Thành Nhân đã qua đến đó để tu hình. Thì như vậy, những cái việc làm như vậy thì nói lên cái sự biết ơn của dân tộc Việt Nam, của những người lính
đối với những người vợ họ mà chồng họ đã hy sinh cho nền tự do của miền Nam Việt Nam. Và bây giờ thưa anh Võ Thành Nhân, sau khi các hội đoàn đã tập hợp lại rồi thì bây giờ tất cả các hội đoàn quân đội phải có một cái nhiệm vụ chung, tức là cùng chung một trách nhiệm, dùng phương tiện truyền thông và kỹ thuật tin học để quảng bá và nhất quyết không du lịch về Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, không gửi tiền về Việt Nam, đồng thời kêu gọi tất cả các cộng đồng ở Á Châu không dùng thực phẩm của Trung Quốc có tính cách độc hại. Chúng ta tập thể người Việt mang căn cước tị nạn không phải là con bò sữa nữa, để cho Việt Cộng nó muốn vắt sao nó vắt, nó dùng cái tiền của chúng ta để đàn áp dân chúng. Thực hiện những điều trên, thưa anh Võ Thành Nhân, chắc chắn rằng cái ngày tàn của chế độ Cộng sản ở Việt Nam chắc chắn phải xảy ra. Và bên cạnh những cái việc làm của chúng ta nhân ngày 19 tháng 6 thì cái trách nhiệm của người cựu nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đối với lại thương binh Việt Nam và vẫn là một cái nan đề lớn, vì chúng ta còn rất đông những người anh em còn kẹt ở trong nước và đã bị một phần thân thể đã hy sinh cho cuộc chiến bảo vệ miền Nam. Thì theo ông, chúng ta nên làm những biện pháp như thế nào và cụ thể hóa ra sao? Dạ, thưa ông. Thưa anh Nhân, là đối với thương binh Việt Nam Cộng Hòa thì tất cả các hội đoàn, tất cả các tập thể của người Việt tị nạn đều có những chương trình rất là đặc biệt. Như vừa qua, Hội Liên hiệp Chiến sĩ tại Washington DC đã tổ chức đêm giúp thương phế binh và đạt được kết quả rất thành công. Ngoài cái vấn đề trợ giúp thương phế binh, những binh chủng như thủy quân lục chiến họ lại có thêm một cái chương trình mới, tức là đi tìm kiếm những thân nhân mất tích, đưa về quê hương, quê quán của họ, hoặc là xây những cái mộ tại những nơi mà không có thân nhân ẩn lãnh, đưa vào chùa các thứ để biết ơn họ và chăm sóc mồ mả cho những người mà thân nhân không còn nữa, để biết ơn cái cảm xúc của những người còn sống đối với những người đã chết và đối với những người đã bỏ một phần thân thể lại trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do của chúng ta, thưa anh Nhân. Xin được cảm ơn ông Trần Quang Dược. Vâng, xin cảm ơn anh Võ Thành Nhân và xin cảm ơn quý khán giả của đài SBTN và đài Danh Đình Quân Đội. Cảm ơn anh Nhân đã cho chúng tôi một buổi phỏng vấn rất là thích thú. Trân trọng cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin ngắn của chúng tôi và ông Trần Quang Dược nhằm để tìm hiểu về cái vai trò của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sau chiến tranh và nhân ngày quân lực, và cũng nhìn một số những cái quan điểm của ông Dược qua vấn đề chiến tranh Việt Nam có thể xảy ra hay không với lại Trung Quốc và những cái vấn đề sôi động của đất nước chúng ta. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Dược. Yeah. Cảm ơn anh. Yeah. Cuộc trao đổi vừa rồi nói về vai trò và trách nhiệm của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc. Thiên Nga thân mến, chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới của bản tin Hoa Thịnh Đốn.